Chào mừng quý chị quay lại với kênh Bất Động Sản Thực Tế. Hiện tại em đang đi trên đường An Thành 10. Đây là con đường có bề ngang hơn 10 mét nha quý chị. Đường nhựa, nối liền phía trước là đường Cách Mạng Tháng 8, là trục đường chính ở tỉnh Bình Dương. Đi qua thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, nối ra quốc lộ 13. Và con đường An Thành này, 10 này thông qua đường An Thành 24 nha quý chị. Đây là trục đường chính, trục đường lớn, rất là thông thoáng và cái tần suất xe đi qua lại rất là nhiều nha quý chị nhé. Lô đất em giới thiệu cho quý chị, lô đất có mặt tiền con đường này có bề ngang hơn 5m và chiều sâu của nó là 30m nha quý chị. 100m2 đất thổ cư, tổng diện tích là 150m2. Đất là hiện tại đã có cột rào và đã có rào ranh giới nha quý chị nhé. Đang để trống nha quý chị. Đang để trống nên cỏ mọc khá là nhiều. Mặt tiền con đường này là con đường nhựa An Thành này, rất là thông thoáng, xe cộ và đi lại rất là nhiều, rất là phù hợp để quý anh chị mua để làm nhà phố cũng như là đầu tư kinh doanh cho thuê ở khu vực này nha quý anh chị. Đặc biệt con đường này là con đường thông nối liền giữa hai trục đường lớn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh chị mà quan tâm về lô đất này thì liên hệ trực tiếp để em giới thiệu thêm những thông tin cung cấp cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị.